Rồi, ok. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay xong mình sẽ giới thiệu tới cho các bạn cái này gọi là cái tool đóng mỏng trên in logo trên bắn nhé các bạn nhé. Cái này nó sẽ không dùng bộ điều khiển nhiệt bằng điện đâu, nó sẽ về mình sẽ hơ trên lửa, sau đó mình sẽ in vào bắn nhé. Nhưng mà hiện tại tại vì cái này bên mình không có bắn, hôm nay là hôm nay mình sẽ chỉ review cho các bạn cái tool này thôi nhé. Rồi, ok. Các bạn đợi mình setup lại cái camera nhé. Hôm nay cameraman không có ở đây. Rồi, ok. Rồi thì mình để mình giới thiệu sơ qua nhé. Thì các bạn có thể thấy ở đây nó sẽ có một cái tool tay cầm nhé. Cái này là sẽ là cái tay cầm chính của chúng ta. Cái này nó sẽ là cán gỗ. Còn cái này sẽ là bằng sắt nhé các bạn. Nó chiều dài của nó là khoảng tầm 30. Cái này thì mình đã đút sâu vô trong đây tới đây rồi. Mình sẽ cố định bằng hai con ốc ở đây. Đó, cái này thì rất là chắc chắn luôn, không bao giờ mà rơi rớt hoặc là gãy được. Cái này thì nó sẽ chịu nhiệt, sắt thì nó sẽ chịu nhiệt tốt hơn đồng và nhôm, nên là về cái vấn đề mà in ấn thì các bạn cũng không phải lo nữa. Cái này mà bạn nào muốn mà làm bằng đồng hoặc là bằng nhôm mà có hoa văn hay cái gì đó thì các bạn cứ liên hệ trước với bên mình nhé, rồi gửi hình qua cho bên mình. Thì cái đấy thì phải có mẫu thì bên mình mới làm được. Rồi, cái này sẽ là một cái lớp cắt nhiệt các bạn nhé, nó cắt nhiệt và cắt điện luôn. Trên này sẽ là một cái ren 8 ly. Thì đây là cái mọc của khách nhé các bạn. Đây là cái mọc của khách. Rồi, mặt sau thì mình cũng đang đánh bóng rồi. Và đây nó sẽ có một cái ren 8 ly, chúng ta chỉ phải vặn thôi. Đơn giản. Đây các bạn có thể thấy này, cứ vặn thôi. Rồi, ok. Đây. Đây sẽ là nhìn tổng thể của nó luôn. Đây nhé. Đây sẽ là toàn bộ chiều dài của nó sẽ khoảng tầm 30 mấy á. Cái sắt thì nó đã là khoảng 30 rồi. Đây thêm cái tay cầm và cái con dấu nữa. Đây là con dấu. Rồi. Cái logo này thì các bạn muốn làm logo như thế nào thì cứ gửi email cho mình nhé, và gửi file cho mình. Còn các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì cứ để lại số điện thoại bên dưới nhé, rồi mình sẽ kết bạn Zalo và liên hệ tư vấn cho các bạn. Rồi, ok, đây. Cái này thì trên mạng cũng sẽ có một số clip giới thiệu sơ qua về cái cách sử dụng của nó. Cái này cơ bản thì các bạn chỉ về hơi trên lửa, hơi logo trên lửa, sau đó sẽ ấn vào bắn thôi. Đây, mình sẽ phải dùng một cái tool như vậy. Còn cái cây sắt này các bạn muốn uốn mà cong hay tròn như thế nào thì các bạn cứ liên hệ với mình trước nhé. Muốn cong hay muốn tròn như thế nào thì các bạn cứ liên hệ với mình trước. Rồi mình sẽ uốn cho các bạn cong hay tròn hay là hình oval hay hình ellipse gì đó. Thì các bạn muốn nó như thế nào thì các bạn cứ liên hệ trước với mình. Rồi, ok. Nếu thứ hai đừng quên bỏ lại một like nhé, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và nhớ bật một cái chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Khi nào bên mình ra những video khác thì nó sẽ thông báo cho các bạn. Cái gimbal không biết xài. Quay nó cứ giật lên giật xuống mà. Hôm nay cameraman bên mình nghỉ mất tiêu rồi. Rồi, ok. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp tất cả mọi người trong những video clip sau của mình. Rồi, bye bye.